Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ chia sẻ bài số 3 trong những bài văn hay nhất tả về chó. Trong gia đình em, bố và em rất yêu thích động vật, đặc biệt là bố em. Bố em rất thích chăm sóc và nuôi những con vật nhỏ xinh. Em còn nhớ cách đây 2 năm, sau chuyến đi công tác dài ngày, bố em đã mang về một chú chó con màu đen. Còn bé rất đẹp. Từ ngày ấy, chú chó trở thành người bạn thân thiết với gia đình em đến tận bây giờ. Ngày hôm ấy, em vẫn còn nhớ em là người xung phong đòi đặt tên cho nó. Bất kỳ cái tên nào của bố hay mẹ đều bị em gạt đi và đòi đặt bằng cái tên của mình nghĩ. Bố mẹ em khi ấy cũng chỉ cười rồi đồng ý. Từ đó chú chó nhỏ có cái tên là Cúng. Một cái tên vô cùng dễ thương. Cúng khoác trên mình một bộ lông màu đen tuyền, óng mượt và rất dày. Em rất thích xoa đầu và vuốt ve bộ lông mềm mượt ấy mỗi khi chơi đùa cùng Cúng. Mỗi lần đến mùa rụng lông, ba mẹ em đều dành thời gian để cùng nhau tắm cho nó. Bố em nói làm vậy không chỉ là làm sạch bộ lông mà còn tránh để bị đám rặn làm tổ trên người nó nữa. Mỗi lần tắm cũng đều rất ngoan ngoãn, hưởng thụ chứ chẳng hề bỏ chạy như con chó hàng xóm đâu. Cúng nhà em có một đôi mắt sáng, có hai đốm trắng xinh xinh ở bên trên. Bà nội em mỗi lần lên chơi nhìn thấy nó lại khen là Cúng có mắt khôn, giữ nhà được. Mỗi lần như vậy, Cúng lại nhảy lên rồi chạy vài vòng quanh sân như đang bày tỏ niềm vui khi được khen của mình vậy. Đúng như lời bà nói, Cúng trong nhà rất giỏi lắm. Chỉ cần thấy người lạ tới gần cổng là nó kêu lên liên tục. Nhưng nếu là khách của bố hay mẹ thì lại ngoan ngoãn nằm im trong căn nhà nhỏ của mình. Không chỉ vậy, Cúng chạy nhanh và khỏe lắm. Đôi chân trông ngắn thế mà nhanh lắm. Mới về vài ngày thôi mà nó đã sớm quen thân với mấy con chó hàng xóm. Mỗi lần cuộc thi chạy của chúng diễn ra, Cúng đều là người chạy nhanh nhất, bỏ xa những con chó còn lại. Mỗi lần em đi học về, đứng từ xa đã thấy Cúng đứng chờ ở ngoài cổng rồi. Chỉ cần nghe thấy tiếng em gọi là ngay lập tức nó vẫy đuôi mừng rối rít rồi. Cúng rất thích được em vuốt ve và nựng má. Mỗi lần như vậy, nó lại lim dim mắt nằm ngoan ngoãn, cái đuôi vểnh lên vẫy rối rít. Mỗi lần đến giờ ăn cơm, mẹ chỉ cần gọi tên là nó ngoe ngoại cái đuôi chạy thật nhanh đến bên bát cơm mẹ đang đến. Như kiểu ai đó sẽ giành mất khẩu phần của nó vậy. Nó ăn rất ngon, nó rất khéo, không để rơi bất kỳ một hạt cơm nào ra ngoài. Vì thế mà mẹ rất thích nó, cho nó ăn bởi không cần phải quét dọn cơm thừa. Em rất yêu quý Cúng. Nhờ có Cúng mà nhà em luôn an tâm, không lo bị trộm cắp. Mỗi lần em mỗi ngày sẽ chăm sóc nó cẩn thận để nó khỏe mạnh và chống lớn. Đó là vừa rồi là cái bài tả về con chó của bé lớp 3. Tả rất là thú vị, rất là vui mà cũng là hay. Thật sự hay hơn mình lúc lớp 3. Mến chào các bạn, hẹn các bạn clip sau mình sẽ làm bài văn số 4.